quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tuyến giữa Đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Buổi tọa đàm đã kết nối 22 đại sứ và 6 tổng lãnh sự Việt Nam tại các nước với các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên để trao đổi chia sẻ những tiềm năng thế mạnh của các địa phương, đề xuất những kiến nghị cụ thể đến các đại sứ tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, góp phần tăng cường hợp tác liên kết đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, chiến lược phát triển của Đà Nẵng đến năm 2030 là xây dựng đô thị sinh thái, sáng tạo, đáng sống, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, tăng trưởng 2021-2030 phấn đấu 10% một năm. Để đạt được mục tiêu trên cùng với các giải pháp thành phố triển khai, Đà Nẵng mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài quan tâm hỗ trợ trong xúc tiến đầu tư du lịch từ các nước vào Đà Nẵng, hỗ trợ vận động các đối tác nước ngoài hợp tác triển khai các đề án lớn của thành phố như thành phố thông minh, thành phố môi trường, xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực.